Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của BUN TV 57.3. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 28 tháng 2 năm 2012. Thái Sơn cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được trong ngày. Hội hầm thập tự đỏ quốc tế chuẩn bị các chương trình cứu trợ thực phẩm Syria, tin từ Thụy Sĩ. Hội hầm thập tự đỏ quốc tế, gọi tắt là ICRC, có trụ sở tại Thụy Sĩ, nói rằng các đang chuẩn bị các chương trình cứu trợ cung cấp thực phẩm và các vật dụng sinh hoạt đem đến cho 12.000 dân chúng ở Syria tại thành phố Hama trong ngày mai. Phát ngôn nhân ICRC, ông Hicham Hassan, trả lời tới thông tấn xã Reuters rằng hai cơ quan ICRC và Hội hồng thập tự đỏ ở Ả Rập sẽ cùng nhau hợp tác trong chương trình cứu giúp các nạn nhân tại Syria. Chính phủ Syria đồng thuận ngưng các cuộc tấn công trong vài giờ, cho phép phái đoàn cứu trợ dưới sự giám sát của cơ quan an ninh chính phủ cung cấp thực phẩm cho 12.000 dân chúng đang bị kẹt trong thành phố với những cơn đói khát. Đây là đợt cung cấp thực phẩm nhân đạo đầu tiên và rất quan trọng vì tính mạng dân chúng đều trông đợi vào nguồn cung cấp thực phẩm quan trọng này. Ông Hassan nhấn mạnh thêm rằng cơ quan ICRC đã nhiều lần thất bại trong cố gắng di chuyển các nạn nhân và binh sĩ bị thương ra khỏi khu vực giao tranh. Và mặt khác, dân chúng trong thành phố cũng đã cạn dần lương thực. Ông nói thêm các cuộc thương lượng ngày giờ ngưng bắn chính xác giữa chính phủ Assad và cộng đồng quốc tế đang được bàn thảo. Tuy thời gian rất hạn hẹp cho phép có vài giờ ngưng bắn, nhưng là cơ hội duy nhất để kịp thời di chuyển các bệnh nhân bị thương ra khỏi khu vực giao tranh và mang thực phẩm tới cứu đói cho tới tay người dân Syria. Tại thành phố Hama, lực lượng quân sự chính phủ phải sử dụng các pháo hạng nặng tấn công phong trào đối lập và vũ trang tự do Syria tại thành phố Homs. Nhiều nguồn tin báo cáo tại cao quỹ Liên Hiệp vào cuối tuần qua, cảnh sát và quân đội Syria đã tấn công và giết hại phụ nữ, trẻ em tại một khu vực đông dân cư. Cao quỹ Liên Hiệp Quốc đang mở rộng cuộc điều tra và tìm hiểu nguyên nhân. Tổng thống Bashar al-Assad đang chịu áp lực chỉ trích mạnh mẽ trước các hành động gia tăng quân sự tại quốc gia Syria. Các bộ trưởng cộng đồng Liên hiệp châu Âu phát họa chương trình cấm vận mới lên Syria, tin tổng hợp từ Bỉ. Các bộ trưởng cộng đồng châu Âu nhóm họp khẩn cấp tại thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, và đồng thuận một chương trình cấm vận mới lên quốc gia Syria. Các tài khoản ngân hàng trung ương Syria đang có chuyên mục quốc tế tại châu Âu đều bị phong tỏa, bao gồm luôn các tài khoản của 7 vị bộ trưởng đang nắm giữ quyền hành tại Syria, nhằm tạo áp lực mới lên Tổng thống Bashar al-Assad thoái nhượng quyền hành. Các chuyến bay chuyển tải hàng hóa từ Syria đều bị phong tỏa. Thị trường mậu dịch trao đổi vàng, bạc, đá quý và kim loại cũng nằm trong danh sách. Chủ tịch Ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, nói rằng châu Âu gia tăng cường độ cấm vận lên quốc gia Syria. Trong khi đó, các bộ trưởng sẽ tiếp tục bàn thảo kế hoạch của chính trị dựa trên các phong tỏa kinh tế để chắc chắn một điều, Tổng thống Assad nên chuyển nhượng và trao trả quyền hành lại cho người dân. Song song đó, Liên hiệp châu Âu hợp tác với họp cộng đồng Ả Rập đang tìm một giải pháp mới nhằm giải quyết hồ sơ Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, đối chọi lại sự phủ quyết của hai quốc gia thành viên thường trực, đó là Nga và Trung Cộng. Cộng đồng EU vừa công bố lời kêu gọi chính phủ Damascus cho phép sự hiện diện các nhân viên Hội chữ thập đỏ tại các thành phố có các cuộc giao tranh quân sự, nhưng EU đã không đưa ra chi tiết kế hoạch, thời điểm và thời gian nào trong chương trình cứu trợ nhân đạo. Thực phẩm và thuốc men cứu trợ có giá trị lên đến 10 triệu Mỹ Kim đã sẵn sàng, phần còn lại tùy thuộc vào chính phủ Syria. Nga khẩn cấp kêu gọi EU không nên tiến hành các chương trình cấm vận mới vì cho rằng không cần thiết và kéo dài thời gian cải tổ Syria. Báo cáo mới nhất từ Cơ quan Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã có hơn 6.000 thường dân Syria vô tội bị thiệt mạng trong suốt hơn 11 tháng. Thủ tướng Putin viết bài cảnh cáo Tây Phương, tin từ Moscow. Thủ tướng Putin đã lên tiếng báo động thế giới đang bị đe dọa trước nguy cơ các cường quốc Tây Phương có thể tấn công Iran vì chương trình nguyên tử của nước này và can thiệp quân sự ở Syria. Trước khi quay lại Điện Cẩm Linh sau cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3, ông Putin đã dùng nhiều lời lẽ cứng rắn lên án Hoa Kỳ đã can thiệp vào tình hình chính trị Nga và các nước lân cận của Nga. Nhà phân tích Nikolai Petrov của trung tâm Carnegie nói mặc dù ông Putin đã nói lên những lời cứng rắn, nhưng liên hệ giữa Nga và Hoa Kỳ sẽ không lập tức bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, căng thẳng có thể gia tăng vì các vấn đề xung đột địa phương như Syria và Iran.
Nhà phân tích nói thêm rằng ông Putin đang ở trong tình trạng khó khăn trong chính sách ngoại giao. Ông Medvedev là người có thể nói lên những điểm tốt đẹp của Tây Phương, nhưng ông Putin thì ngược lại, chỉ muốn nói lên những điều tốt đẹp ở Nga, không cần biết Tây Phương nghĩ như thế nào về nước Nga. Mặt khác, ông Putin đang trở thành một lãnh tụ ngày càng thế yếu, không giống như ông ta lãnh đạo nước Nga trong thời kỳ làm tổng thống trước đây, và điều này làm cho ông ta có khuynh hướng đưa ra những lời lẽ cứng rắn. Trên đường phố Moscow, không ai lên tiếng chỉ trích ông Putin, nhưng bà Valentina làm công tác dọn dẹp tại trụ sở Quốc hội Nga nói rằng Hoa Kỳ hiện cũng đang chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống, không biết ai sẽ là người lãnh đạo Hoa Kỳ, nhưng nếu phía Hoa Kỳ không tỏ ý đồ xâm lăng Nga, thì bà ta tin rằng liên hệ hai nước sẽ tiếp tục tốt đẹp. Một sinh viên Estonia đang du học ở Nga nói anh ta không thấy ông Putin có lỗi lầm gì trong sự liên hệ với Estonia, nên hy vọng liên hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục tốt đẹp. Bà Antonia nói rằng bà ta ủng hộ lập trường của ông Putin, dù lập trường đó có thể làm cho Hoa Kỳ hài lòng hay không. Bài viết trong ngày hôm nay có ông Putin là một trong những loạt bài ông Putin đã đưa ra lời nhận định trên với nhiều vấn đề quốc gia và trước ngày bầu cử. Ông ta hy vọng sẽ quay lại Điện Cẩm Linh sau ngày 4 tháng 3. Quốc hội Đức chấp thuận chương trình giải ngân 130 tỷ euro tới Hy Lạp, tin từ Đức Quốc. Quốc hội Đức vừa đồng thuận thông qua chương trình vay nợ lần thứ hai tới quốc gia Hy Lạp nhằm cứu vãn nền kinh tế thoát khỏi sự phá sản vì vỡ nợ. Nhiều nhân sự trong Quốc hội Đức tỏ ra nghi ngờ và vẫn chưa quên viễn cảnh quốc gia Hy Lạp chỉ trong vòng một năm sau khi vay mượn 113 tỷ euro, chỉ trong thời gian ngắn sau đó lại bị quay lại cuộc khủng hoảng tài chính lần thứ hai. Quốc gia Hy Lạp đang đứng trước thử thách to lớn, với các kế hoạch cải tổ kinh tế đầy thử thách và các chương trình thắt lưng buộc bụng nhằm mang Hy Lạp ra khỏi sự phá sản. Các chính trị gia Đức có nhiều sự nghi ngờ về khả năng cải tổ kinh tế từ ban điều hành nội các chính phủ Hy Lạp. Ngay cả thời điểm này, vẫn còn nghi vấn tới Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nắm vững toàn bộ các chương trình vay mượn 130 tỷ euro tới Hy Lạp. Tại văn phòng Quốc hội Đức, phát ngôn nhân Hạ viện ông Wolfgang Thierse nói rằng 496 nhà lập pháp đồng thuận, 90 phiếu trống và 5 phiếu vắng mặt. Tất cả mọi người đều bày tỏ lòng biết ơn, ca ngợi sự tận tụy và khả năng giải quyết các vấn nạn kinh tế trong khu vực đồng euro của Thủ tướng Angela Merkel. Dân chúng do Thái bày tỏ sự ngạc nhiên khi xem phim Separation, sự ngăn cách. Tin từ Do Thái, giới hâm mộ phim ảnh Do Thái đang cầu nguyện cho giải Oscar điện ảnh về Tây quốc gia Iran trong phim Separation, sự ngăn cách. Đây là phim đầu tiên từ quốc gia Iran đã đoạt giải phim điện ảnh hay nhất. Nhiều dân chúng Do Thái bày tỏ sự ngạc nhiên khi xem phim tại các rạp hát trong thành phố, đã vượt qua các phim Do Thái chiếm giải thưởng Oscar. Một hâm mộ phim ảnh Do Thái, anh Jerin Glick, trả lời tới thông tấn xã Reuters rằng qua bộ phim, sự ngăn cách mọi người cảm nhận một sự thích thú về cuộc sống thực sự của người dân Iran như thế nào. Từ tình tiết câu chuyện, góc cảnh quay phim và dàn dựng đều bộc lộ các góc cạnh cuộc sống khó khăn và bần cùng nhất trong xã hội. Những thói hư thật xấu trong xã hội nào cũng có, giống như xã hội Do Thái cũng giống như vậy. Đạo diễn phim Sự ngăn cách, ông Asghar Farhadi, muốn dựng lên hình ảnh một cặp vợ chồng đang trải qua thời gian thủ tục ly dị, phải đi qua nhiều ngõ ngách của luật pháp, chồng chéo bảo vệ quyền lợi nghiêng hẳn về nam giới. Các quy luật đang hiện hữu tại Iran giữa người nam và một người nữ trở thành biểu tượng cho quốc gia Iran hiện nay. Chị Amira Serber chia sẻ đây là một bộ phim rất hay của quốc gia Iran, nói về những góc cạnh nhạy cảm của xã hội Iran, đặc biệt vai trò của người phụ nữ trong xã hội Hồi giáo còn quá khắt khe và luật pháp hiện hữu quá nghiêng về phía nam giới. Hy vọng các nhà đạo diễn Iran tiếp tục trình chiếu những góc cạnh xã hội thật là hay và hiếm có, nhưng chớ có phóng hỏa tiến lên bên ngoài thế giới. Quốc gia Iran hai lần đã được đưa vào danh sách bình chọn tại liên hoan phim điện ảnh Oscar thế giới lần này. Surprise đã thắng giải phim hay nhất. Vụ nổ tại một khu chung cư 9 tầng tại thành phố Astrakhan, tin từ Nga, hôm thứ Hai ngày 27 tháng 2, ít nhất 2 người chết và 11 người khác bị mất tích sau vụ nổ tại một chung cư cao 9 tầng tại khu vực phía nam của thành phố Astrakhan. Căn chung cư sụp đổ hoàn toàn. Các giới chức và toán nhân viên cứu hộ đang ra sức tìm kiếm nạn nhân còn sống sót sau đống gạch vụn. Các quan chức địa phương vẫn chưa biết nguyên do,
có thể liên quan đến sự rò rỉ của hệ thống khí đốt. Hơn 12 người dân bị thương, Thủ tướng Vladimir Putin ra chỉ thị chính quyền địa phương Astrakhan mau chóng điều tra làm sáng tỏ vụ việc của vụ nổ. Tỉnh Astrakhan 800 dặm về phía đông thành phố Moscow, vụ nổ xảy ra ở tầng dưới cùng và thời gian không lâu sau đó, căn chung cư 9 tầng hoàn toàn bị sụp đổ. Ngày 4 tháng 3 sẽ là ngày tổng tuyển cử quốc gia. Vụ nổ tại Astrakhan tuy chưa biết rõ nguyên nhân, nhưng cũng tạo sự lo ngại về tình hình an ninh quốc gia trong những ngày bỏ phiếu sắp tới. Trong quá khứ, vào những năm 1999, một tháng trước khi ông Putin đắc cử đầu tiên trong chức vụ tổng thống, đã có hàng loạt các vụ nổ do nhóm khủng bố Chechen gây ra và đưa ra các hành động quân sự của Nga tấn công vào Chechnya thời gian sau đó. Vừa rồi là phần tin buổi sáng của BUN TV. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ trở lại sau vài thông tin quảng cáo sau đây.